tối 7 tháng 10, thông tin cặp đôi Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang ly hôn thu hút sự quan tâm đặc trưng của dư luận. Tuy nhiên ngay sau đó, Hồ Hoài Anh nhanh chóng lên tiếng trên mạng xã hội rằng có vô số cuộc điện thoại cảm ứng thông minh và tin nhắn dành riêng cho sốt chúng tôi. Và sốt chúng tôi cũng không biết phải phân tích và lý giải cụ thể mẫu chuyện ra sao. Cuộc hôn nhân nào cũng đều có những cột mốc, những hạnh phúc và sóng gió. Sốt chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Và may mắn rằng, sốt chúng tôi đều đã vượt qua. Sau thông tin ly hôn, Hồ Hoài Anh dẫn lên mạng xã hội khẳng định vẫn hạnh phúc bên Lưu Hương Giang. Tôi muốn chúng ta biết rằng, tôi và Giang chưa lúc nào giấu điều gì với người theo dõi và những người yêu thích mình. Điều quan trọng nhất là giờ này sốt chúng tôi vẫn đang ở bên nhau hạnh phúc, trong niềm tin tưởng và yêu thương của toàn bộ những người thân yêu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lo lắng, và vì toàn bộ. Hồ Hoài Anh bén duyên với Lưu Hương Giang từ thời điểm năm 2004 trong một lần thao tác làm việc chung. Trải qua 4 năm yêu thương, tìm hiểu nhau, cả hai đưa ra quyết định kết hôn với sự chúc phúc của gia đình, đồng nghiệp và phần đông người theo dõi. Và trong suốt 10 năm xây dựng tổ ấm, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã có một cuộc sống thường ngày giàu có, nhiều người phải ao ước. Ít khoe khoang gia tài cá nhân, nhưng những đồng đội thân cận đều biết từ khi năm tiếng, cặp đôi này đã sinh sống trong một căn biệt thự hạng sang có không gian khá thoáng đãng, rộng rãi. Ngoài nhà lầu, Lưu Hương Giang cùng ông chồng còn sở hữu xe hơi đắt tiền sau nhiều năm riêng năng thao tác làm việc, tích góp. Năm 2014, Lưu Hương Giang từng tuyên bố hàng hiệu cao cấp không tạo sự sành điệu của phiên bản thân và cô không muốn nổi tiếng qua việc dùng những sản phẩm đắt đỏ. Tuy nhiên khi đi quay Gamezo và dự một vài sự kiện sang trọng, Lưu Hương Giang vẫn tự tin phủ lên mình cây hàng hiệu cao cấp sành điệu, thậm chí từng sử dụng phụ kiện có mức ngân sách đến hơn 2 tỷ Việt Nam đồng. Vài năm trở lại đây, Hồ Hoài Anh gia hạn vai trò nhạc sĩ, giám đốc âm nhạc, giám khảo những show thực tế còn Lưu Hương Giang chỉ đi hát ở những chương trình tương xứng nhưng đã xây dựng được cơ ngơi làm đẹp riêng để kinh doanh, kiếm thêm thu nhập. Từ khi năm tiếng, vợ ông chồng Lưu Hương Giang Hồ Hoài Anh đã sinh sống trong căn hộ hạng sang, có không gian thoáng đãng. Năm 2014, Hồ Hoài Anh sử dụng xe hơi thể thao tiền tỷ để mang đón bà xã. Đầu tháng 9 năm 2016, Lưu Hương Giang tự lái xe hơi 2 tỷ Việt Nam đồng để đi mua sắm. Khi làm đào tạo và giảng dạy viên theo dõi xe kích 2018, Lưu Hương Giang đeo đồng hồ, nhẫn, hoa tai kim cương có tổng trị giá lên tới mức 2 tỷ Việt Nam đồng. Vợ ông chồng Lưu Hương Giang từng mặc cả cây hàng hiệu cao cấp Gucci đi sự kiện. Riêng chiếc áo khoác bên ngoài của nữ ca sĩ hai con đã có giá lên tới mức hơn 90 triệu đồng.